better life. Live a better life. Lotte and Go Smart City, 2TM. Trung tâm tài chính của Đông Nam Á. Lotte tìm kiếm giải pháp tương lai bền vững cho tất cả mọi người và mang tới một diện mạo mới cho khu đô thị Thủ Thiêm, Trung tâm Thiên Bình. Rộng hơn 50.000 m2 với 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 680.000 m2. Một dự án tuyệt vời mang tên Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm. Thiết kế với Eco Smart City được lấy cảm hứng từ những kỳ quan mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Việt Nam. Vẻ đẹp bí ẩn của những kiệt tác đá vôi ở vùng Hạ Long, những đường cong thanh lịch lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang trù phú và thiên vườn. Eco Smart City sẽ mang tới cho bạn một không gian lý tưởng hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Thủ Thiêm được quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế tài chính mới, dẫn dắt sự thay đổi toàn diện của thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt tiện ích cần thiết cho cuộc sống của bạn. Eco Smart City sở hữu vị trí đắc địa tọa lạc ngay tại trung tâm của khu đô thị Thủ Thiêm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm giáp với tất cả quận trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với trung tâm quận 1. Nằm ngay điểm kết nối các tuyến đường huyết mạch và mạng lưới tàu điện ngầm và đường cao tốc. Từ Eco Smart City, bạn có thể dễ dàng di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất chỉ trong nửa giờ lái xe. Khu vực này có tiềm năng phát triển không giới hạn trong tương lai. Từ quận 1, bạn có thể đi tới Eco Smart City qua cầu Thủ Thiêm 2 và hầm chui dưới lòng sông. Eco Smart City, bản hòa tấu của thiên nhiên kỳ vĩ và di sản văn hóa trường tồn. Để bạn đắm chìm trong những phút giây thư giãn tuyệt đối và ngập tràn sức sống. Dự án kết nối với các trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, khu dân cư thông qua mạng lưới tàu điện ngầm. Eco Smart City là không gian phức hợp giúp nâng tầm cuộc sống hiện đại. Sự tự nhiên tuyệt đối trong mọi khía cạnh của chung cư đô thị, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm mang lại cuộc sống hạnh phúc từ những trải nghiệm độc bản.